phía Diền Châm sẽ ra bên phía ngoài chụp hình để các bạn quý anh chị nhìn ở nhà. Cái đường sạch nha bít. Chưa còn vô nữa. Té. Thôi đi ra đi mấy anh em ơi, ngoài đi anh Vũ chia sẻ. Chưa sập like mà sập khó nha. Đây là cô gái em của chị nữa nè, cũng mười mấy năm rồi, là đồng tuổi của Mớm, rồi một đứa nữa là Mèo Mèo đó, mấy đứa toàn là 87 thôi, rất là duy trì 87. Chị 87 luôn hả? Không, vậy sao chị? Chị 87. Cái gì? 87 luôn. Thấy tôi à? Vì sinh ngày 1957 mà. Nói tin tin thôi. Chị Bảy ơi, chị Bảy ơi. Thần ơi, Thần. Cảm ơn Thần rất nhiều nha. Dạ. Thần là quản lý chính ở trên. Hôm nay rất là cảm ơn bạn đã rất chu đáo cho buổi ngày hôm nay. Dạ, rất là cảm ơn chị Hồng Loan. Chị đã tin tưởng và chị Hồng đi chứ phải Hoàng đi. Dạ, chị Hồng đi. Dạ, đã tin tưởng và em nói là có chấm phẩy không được nói cho già chị dạ không ai nghe nha. Dạ. Anh nói thì đứng ra đây nói cho không được tiếng nữa. Quá em nhiều quá. Áp lực của chị luôn á. Bé Lan ơi. Ủa? Đang chụp hình đang Phương ơi, Phương Lan đâu rồi? Lan ơi, khán giả nói mày không tôn trọng khán giả này Lan à. Dạ rồi. Áp lực quá. Gì mà anh Vũ cung tay luôn. Tí ơi, người ta nói mày chảnh cho tí. Hả? Sao? Nó nói gì vậy? Anh đang kẹt ở trong trong hình này. À. Trâm. Tí ơi, tí kêu tí Trâm vô luôn. Trâm tí ơi. Mọi người đánh giá hai đứa là khinh người đó. Nói không. Đang chụp hình. Tí Trâm ơi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Trăm tỷ đâu? Nhớ về xem và xe cày view. Trăm tỷ đâu? Trăm tỷ đâu? Ở đây mọi người có ai đăng ký kênh chị Long chưa? Tí. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Trăm. Bye bye chị.
Bây giờ cái tiếng của mình đã đẹp như vậy rồi, phải làm sao để nó dễ thương đó. Bây giờ mình 1, 2, 3 hơn cả người dân đi. Cái để nào tránh xa xa cho cái xa. Thấy được cái bắt tay này nó bắt đầu rồi. Người ta người thôi. Vậy tao thấy bình thường mà. Trời ơi, người ta nói bài ba. À, 1 2 3. Hơn cả người thân. Hơn cả người thân. Thì đừng ghi ai. Rồi cảm ơn mọi người nha, chúc mọi người tối nay về ngủ thật ngon nè. Cảm ơn mọi người. Dạ, cảm ơn chú. Cảm ơn. Nhờ tất cả khán giả đang xem cũng như YouTube và chia sẻ giùm em đi cho em. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn anh Vũ rất nhiều. Cảm ơn mọi người, cảm ơn các anh em. Sự là rất là cảm ơn mọi người luôn, cảm ơn những anh em YouTube mà từ hồi đầu tới bây giờ luôn lên tiếng nói là công tâm nhất nè, rồi luôn ủng hộ Hồng Loan nè, đi thay mặt công ty nhất đó, những lời nói công ty nhất được chưa? Công ty nhất được con an toàn nhất. Bây giờ đó là đó, bây giờ rồi đó, bây giờ rồi nhảy tay nâng mày vậy rồi nhảy một rồi em nói câu để chia tay mọi người cho mọi người về để em nói đó mà quỷ tí nó cứ ấy quên tí cho con quỷ không có tao không nói mày quỷ nha em hiền thì mọi người cũng biết thời gian qua thì có rất là nhiều chuyện. Phải nói là có rất là nhiều sóng gió. Mà không phải mà bỏ đi Hồng Loan là anh Vũ hay là anh Luân hoặc là Linh Tý, Bích Trâm, những người cùng ca trong cái team mà có cái sự đẹp gì vậy? Không gì đâu. Tao nói sai hả? Tao nói gì mày múc không? Tao không nhìn mày gì vậy? Rồi nghiêm túc thì sao mày không cho tao nghiêm túc vậy? Kệ cho anh em về nghỉ. Bây giờ cho bây giờ nghiêm túc này cho mọi người. Đi nói dài nữa dài nữa dài á thôi cho đi nói chung là đi ăn đến tất cả mọi người anh em YouTube trên mọi miền luôn á, chứ không phải là ở đây rồi ở tất cả mọi miền đất nước luôn, rồi những YouTube ở cộng đồng người Việt ở toàn thế giới luôn. Cảm ơn rất 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 nhiều đã hướng về cô gái cái nhỏ này. Anh này còn gì nữa không? Nói có vài câu sao hồn dữ vậy? Nói chung là cũng bị chửi bị công kích cũng nhiều nhưng mà phải cố gắng. Không phải đâu thôi. Đi khóc mọi người ơi. Tại vì thật sự nó chửi mọi người ơi. Đâu có ai ăn đâu. Đi khóc mọi người ơi. Mình quá đáng. Anh dập hồng hoa đi lá
giỡn vui thôi nha mọi người. Có cái khúc nào mà đi ấy mọi người cắt tay nha. Đi đi khóc là cắt tay à? Không, đi khóc là đâu, khóc là Nay đang chụp hình. Cho